Cặp đôi hạ cánh nơi Anh, Winbin và Son Ye-jin thông báo kết hôn. Tối ngày 10 tháng 2, showbiz châu Á chấn động với tin báo hỷ của cặp đôi đình đám làng giải trí Hàn Quốc Winbin và Son Ye-jin. Cách đây ít phút, cả Winbin và Son Ye-jin đều có những dòng tâm thư chia sẻ quyết định quan trọng trong cuộc đời họ. Cả hai quyết định sẽ tổ chức hôn lễ khiến fan vui mừng. Trên trang cá nhân, tài tử Winbin viết: "Xin chào các bạn, tôi là Winbin, các bạn vẫn khỏe chứ? Tôi muốn cho các fan là những người đầu tiên biết quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, bởi các bạn là những người đã quan tâm và yêu mến một con người còn nhiều thiếu sót nên tôi đã viết những dòng này, chắc cũng có bạn đoán được đúng không? Vâng, tôi đã quyết định kết hôn. Tôi rất thận trọng khi bước vào chương mới của cuộc đời và tôi đã hứa với cô ấy là sẽ luôn làm cô ấy cười." Jungkook và Seri, những người đã cùng nhau đồng hành trong một tác phẩm, sẽ cùng nhau đồng hành trong chặng đường sắp tới. "Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vui vẻ ủng hộ bước chân đầu tiên của chúng tôi bằng tình cảm và ánh mắt ấm áp. Mong là các bạn sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc." Về phía Son Ye-jin, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc làm sao để chia sẻ câu chuyện này vì đó là một chuyện quan trọng. Tôi đã tìm thấy một người mà tôi có thể dành cả đời để ở bên. Đúng vậy, vẫn là anh ấy. Chúng tôi gặp nhau, tìm thấy nhau và hứa hẹn sẽ xây dựng tương lai cùng nhau. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như thể định mệnh đã sắp đặt. Chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất ấm áp và được che chở. Tôi đã nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương vô điều kiện của mọi người. Hãy nhớ rằng tôi thật lòng biết ơn và chúc mọi người tất cả luôn hạnh phúc." Son Ye-jin và Winbin thừa nhận là một cặp vào tháng 1 năm 2021, sau gần 8 tháng hẹn hò bí mật. Cặp đôi bén duyên từ lần hợp tác chung trong bộ phim truyền hình ăn khách Hạ cánh nơi Anh. Chuyện tình của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt và lời chúc phúc của người hâm mộ trên khắp châu Á. Được biết, đám cưới của Winbin và Son Ye-jin sẽ diễn ra vào tháng 3 năm nay tại Seoul. Hôn lễ sẽ tổ chức riêng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè, người quen, thể theo nguyện vọng của cô dâu chú rể. Winbin và Son Ye-jin cùng sinh năm 1982, cùng là những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc suốt hơn 2 thập kỷ vừa qua. Ở tuổi 40, Winbin được mệnh danh là hoàng tử xứ Hàn, nhiều khuôn mặt điển trai, nụ cười đẹp, ngoại hình chuẩn, cùng khả năng diễn xuất tốt. Những bộ phim anh tham gia đều trở nên nổi tiếng và có sức hút khắp châu Á. Trước khi nhập ngũ năm 2011, Winbin cũng gây sốt với bộ phim Khu vườn bí mật. Còn Son Ye-jin là nữ diễn viên vừa có tài vừa có sắc, nổi danh xứ Hàn, từng được mệnh danh là tình đầu quốc dân, ngọc nữ điện ảnh, liên tục bứt phá trong cách diễn từ vai hiền lành chịu thương chịu khó đến vai đấu tranh tâm lý. Những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên như Hương mùa hè, A Moment to.